cùng với chị và các bạn một cái công thức, đó là sữa chua đánh đá cà phê. Để làm được sữa chua đánh đá cà phê thì ngay bây giờ Hải sẽ chia sẻ với chị để chúng ta cần những nguyên liệu gì để làm ra một ly đồ uống sữa chua đánh đá cà phê. Khi mà làm sữa chua đánh đá cà phê thì anh chị sẽ cần những nguyên liệu sau. Chúng ta sẽ vừa chia sẻ công thức và chúng ta nói luôn cách làm nhé chị nhé. Vâng, chúng ta cùng bắt đầu. Để làm sữa chua đánh đá thì anh chị cần những nguyên liệu. Đầu tiên anh chị sẽ cần một cái cốc để chúng ta trộn. Để cốc trộn 20 lít đường nước. Anh chị cho vào đây nhé, trộn lên. 10 lít cốt dừa. 20 lít Kemish. 20 lít sữa đặc. 10 lít. Sau khi đầy đủ nguyên liệu vào trong này, anh chị sẽ dùng một thìa, anh chị khuấy đều. Anh chị nhất thiết phải khuấy đều như vậy nhé. Ok, bước thứ nhất. Bước thứ hai, anh chị sẽ cho đá vào cốc. Cho đá vào cốc. Bước thứ hai, anh chị cho đá dập vào trong cốc. Anh chị cho đá dập nhưng đừng cho đá bào. Nếu chị cho đá bào lúc đấy nó sẽ cái nguyên liệu nó bị tan nó nhanh quá, nó không được ngon. Chúng ta cho đá dập. Ok. Sau khi cho đá và đo nguyên liệu chất béo vào đây, anh chị sẽ sử dụng. Chúng ta gồm sử dụng 20 lít cà phê cốt. Cốt cà phê thì nhé, 20 lít vào đây để chúng ta sẽ tạo bọt. Và bây giờ câu chuyện là như thế này, chúng ta sẽ bắt đầu cho hỗn hợp vào trong lên trên đá, dùng một hộp sữa chua không đường, anh chị lắc thật nhuyễn, lắc thật nhuyễn. Chúng ta sẽ cho các hỗn hợp béo vào đây. Tiếp theo, cà phê đã được lắc. Tiếp theo, sữa chua đã được lắc mịn. Anh chị đổ một dòng chảy. Đổ một dòng chảy. Và bước kết thúc. Và bước kết thúc với cà phê, anh chị sẽ cho cà phê vào chai La Vie. Anh chị bật nắp. Chúng ta đổ lên bề mặt. Đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một cốc sinh một như vậy là chúng ta đã hoàn thành một cốc sữa chua đánh đá cà phê rất là đẹp. Đúng không chị? Rất là đẹp. Đó, cách làm và nguyên liệu rất là đơn giản. Cái đặc biệt ở đây là anh chị phải nắm bắt được cái phần nguyên liệu và cái kỹ thuật pha chế. Với nguyên liệu thì Hải đã chia sẻ rồi, còn kỹ thuật pha chế anh chị phải tuân thủ các cái nguyên tắc. Thứ nhất là chúng ta trộn một cái hỗn hợp dung dịch béo, chất béo vào trong một cái dụng cụ riêng biệt. Cái thứ hai là anh chị phải cho đá xuống trước, anh chị cho dung dịch béo, hỗn hợp béo vào. Bước tiếp theo, sữa chua anh chị phải lắc thật kỹ, lắc mịn để khi đổ sữa chua vào nó tạo thành một dòng. Và cuối cùng là cà phê, anh chị sẽ cho vào chai đập thật mạnh để tạo một lớp bọt mịn lên trên. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái ly đồ uống siêu phẩm. Đó là một cốc sữa chua đánh đá cà phê rất ngon đúng không chị? Như vậy là Hải vừa chia sẻ cho quý chị một loại đồ uống rất là ngon có tên là sữa chua đánh đá cà phê. Vậy thì sau cái quá trình làm việc, sau quá trình một vài thao tác, chúng ta đã có một sản phẩm, đó là một sản phẩm trông rất là bắt mắt và rất là tuyệt vời. Một sữa chua đá cà phê là một trong những đồ uống không thể thiếu được và nó rất là phổ thông và thông dụng trong tất cả các quán cà phê bây giờ.
với sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu từ cốt dừa, kem béo, chút đường, chút cà phê, sữa chua và một chút sữa đặc, tạo cho chúng ta một cái hương vị hòa quyện và gắn kết. Sau khi các bạn đã xem xong video này, hãy nhớ đăng ký kênh và trong quá trình làm mà các anh chị và các bạn cảm thấy khó khăn hoặc cảm thấy nó bị lỗi ở chỗ nào thì anh chị hãy cứ comment cho Hải sẽ chia sẻ và sẽ giải đáp toàn bộ những thắc mắc cho anh chị. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video clip này. Chúng ta hãy còn liên lạc với nhau, hãy bật chuông thông báo để kịp thời nhận được những cái thông tin mới nhất liên quan đến quá trình pha chế ra, tạo ra các sản phẩm đỉnh cao. Vâng, xin chào bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.